Trận đấu khó khăn bậc nhất trong chiến tích vô địch Copa America 2021 của Argentina có lẽ là cuộc thư hùng ở bán kết. Messi và các đồng đội sớm vươn lên dẫn trước, nhưng rồi Colombia đã kiên cường gỡ hòa và khiến đối thủ phải bước vào loạt luân lưu. Chứng kiến người đồng đội cũ tại Barca hóng ăn trên chấm luân lưu, Messi đã nhảy lên ăn mừng và còn liên tục nói: "Nhảy nữa đi, sao cậu không nhảy nữa đi?" Cơ sự là ở những trận đấu trước đó của giải đấu này, Mina đã nhảy rất phấn khích khi Colombia có được bàn thắng. Trước khi xem clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nha. Những pha bóng hài hước có 1-0-2 mà chỉ ở bộ môn bóng đá mới có luôn khiến người xem cảm thấy cực kỳ hào hứng và phấn khích. Dù không cố ý, nhưng những tình huống khó đỡ vẫn luôn thường xuyên xảy ra với các cầu thủ. Sau đây chúng ta hãy cùng xem lại những pha bóng khó đỡ khiến mọi người phải cười luộn ruột. Các chân sút tuyển Anh có lẽ phải học hỏi rất nhiều kinh nghiệm thực hiện những quả 11m của thủ quân Man United. Trung vệ 28 tuổi rất hiếm khi thực hiện những quả 11m ở Manchester United. Chính vì thế, người hâm mộ tuyển Anh tỏ ra rất lo lắng khi Maguire bước lên đối mặt Donnarumma. Nhưng ngôi sao sinh năm 1993 đã xóa bỏ mọi nghi ngờ với cú dứt điểm cực kỳ uy lực, không cho thủ môn tuyển Ý bất kỳ cơ hội cản phá nào. Thậm chí cú sút này còn khiến camera đặt ở góc cao phía bên phải khung thành bị vỡ. Đối với những người đã theo dõi bộ truyện tranh Tsubasa Giấc mơ sân cỏ thì những pha bóng trong truyện luôn khiến chúng ta phải mê mẩn bởi sự ảo diệu của nó. Nhiều người chỉ nghĩ rằng những pha bóng đó chỉ có thể xuất hiện trong truyện tranh thôi, nhưng với sự đa dạng của các tình huống trên sân bóng thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Có nhiều pha bóng gần như là bước ra từ bộ truyện tranh này vậy. Cụ thể có thể nói đến pha bóng siêu phẩm song kiếm hợp bích trong truyện Tsubasa, nó đã được tái hiện ở Thái Lan. Sau khi thấy đồng đội thực hiện một đường chuyền vào góc cao cận thành, Kisada và Lindrew đã có phản xạ gần như cùng lúc để thực hiện cú ngã bàn đèn vào lưới đối phương và khiến thủ môn Thunder Kartus chỉ biết đứng nhìn. Nó giống y hệt siêu phẩm ngã bàn đèn đôi do Tsubasa Ozora và đồng đội Taro Misaki tạo nên. Đây là cách các cầu thủ Argentina vô hiệu hóa các pha đi bóng của Neymar trong trận chung kết Copa America 2021. Những pha tắt bóng mà không chỉ bóng bị phá mà cả Neymar cũng bị phá một cách không thương tiếc. Nếu không nhờ những kỹ thuật tiếp đất hoàn hảo thì anh có lẽ đã bị chấn thương. Đặc biệt là tình huống Neymar bị hai cầu thủ Argentina dùng chiêu bánh mì kẹp thịt ở gần cuối trận. Kiểu phòng ngự như vậy thì có kỹ thuật đến mấy cũng phải bó tay. Đây là một trận đấu hay một màn tấu hài vậy, các cầu thủ trên sân thể hiện một trình độ bóng đá hết sức nghiệp dư. Đội này thì đối diện với thủ môn và khung thành vẫn sút bóng ra ngoài, đội kia thì có chàng tiền đạo vùng về rất lóng ngóng trong pha bóng trước khung thành đối phương. Còn bàn thắng lại đến từ một sai lầm hết ngớ ngẩn của anh thủ môn. Một trận cầu không có gì để bình luận, điều hữu ích duy nhất nó mang lại là tiếng cười cho khán giả mà thôi.
Một trận đấu mà cái duyên ghi bàn của đội tuyển Uruguay như bị đánh mất. Bao nhiêu cơ hội rõ ràng và ngon ăn nhưng đều trôi qua dưới đôi chân của Cavani và Suarez. Hai tiền đạo đẳng cấp thế giới của Uruguay, họ có đến trên dưới 10 cơ hội để chọc thủng lưới đối phương. Nhưng trong một ngày không may mắn, tất cả bàn thắng đều được chuyển hóa hết thành cơ hội hết sức lãng phí. Không chỉ các cầu thủ nam mà đến cầu thủ nữ cũng có những màn xô xát rất máu lửa trên sân cỏ. Thậm chí họ còn quyết liệt hơn cả cầu thủ nam. Nhìn những cú đạp hết sức chất lượng từ cầu thủ nữ này thì bất kỳ chàng trai nào cũng phải e ngại. Do đó khuyến cáo các chàng trai không nên làm phụ nữ tức giận, hậu quả sẽ rất khủng khiếp đấy. Liệu đội bóng này có thuê nhầm cầu thủ không? Từ một pha bóng hết sức đơn giản, các hậu vệ chỉ việc phá bóng một cách nhẹ nhàng, nhưng không, họ đã biến nó thành một tình huống hết sức khó khăn khi cả hai hậu vệ đều không sút trúng trái bóng và tận dụng cơ hội ngon ăn đó. Cầu thủ đối phương đã tung cú sút ngay để ghi bàn. Có ai nghĩ sau khi ghi bàn, cầu thủ này trước tiên phải chạy lại ăn mừng cùng hai cầu thủ hậu vệ đối phương kia không? Có bàn thắng nào đẹp mắt hơn bàn thắng này không? Có lẽ chỉ những cầu thủ Brazil với dòng máu nghệ sĩ mới có thể có những pha xử lý cực kỳ ngẫu hứng như vậy. Dùng kỹ thuật Rabona để kiến tạo, trong khi cách của cầu thủ ghi bàn cũng hết sức đặc biệt. Nó thể hiện một sự ngẫu hứng trong lối chơi của các cầu thủ. Một bàn thắng mà tôi cũng không biết ai được tính là người ghi bàn, là cầu thủ thực hiện cú sút hay cầu thủ bị bóng đập vào mặt rồi chuyển hướng bay vào lưới. Dù sao thì đó là một bàn thắng hợp lệ, cứ ăn mừng đã rồi tính sau. Cầu thủ bị bóng đập vào mặt mặc dù rất đau nhưng vẫn không thể ngăn cản anh ăn mừng cho bàn thắng vô cùng may mắn này. Các tình huống trên sân thì rất phong phú, đa dạng, đến những pha bóng tưởng như chỉ có trong truyện cũng có thể xuất hiện. Vì vậy, không gì là chắc chắn cả. Trong bóng đá, mọi thứ đều có thể xảy ra dù nó có ảo diệu cỡ nào. Chắc chắn những tình huống tổng hợp ở trên, chắc chắn những tình huống được tổng hợp vừa rồi sẽ là liều thuốc tinh thần cho mọi người giảm căng thẳng, thả lỏng trí não khi xem nó. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh. Để lại bình luận bên dưới về nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm tiếp theo nhé. Xin chào!